Cuộc tập trận Balikatan là sự kiện được tổ chức thường niên. Theo kế hoạch, cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra trong 2 tuần, kéo dài gấp đôi thời gian so với cuộc tập trận này năm ngoái. Cuộc tập trận Balikatan 2023 có sự tham gia của khoảng 12.200 binh sĩ Mỹ, 5.400 binh sĩ Philippines và hơn 100 binh sĩ Australia. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận được tiến hành dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos. Trong khuôn khổ của tập trận Balikatan, lần đầu tiên các lực lượng diễn tập đổ bộ lên đảo Palawan phía tây Philippines. Quân đội Mỹ cũng huy động tên lửa Patriot và hệ thống tên lửa có độ chính xác cao HIMARS trong cuộc diễn tập quân sự này. Thiếu tướng Eric Austin, chỉ huy trưởng lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết thông qua cuộc tập trận này, các lực lượng Philippines và Mỹ sẽ tăng cường năng lực tác chiến, kỹ năng chiến đấu và khả năng phối hợp để cùng nhau ứng phó với các thách thức. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Maden Aguilar cho biết cuộc tập trận sẽ nâng cao chiến thuật, kỹ thuật và quy trình trong một loạt hoạt động quân sự. Trước đó, Manila và Washington đã đạt được thỏa thuận mở rộng sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Philippines. Theo thỏa thuận, quân đội Mỹ sẽ được phép sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines.